hết hồn chứng kiến cảnh tượng chàng trai bị nàng thơ liên tiếp tác động vào mặt nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người phụ nữ tát liên hoàn nam thanh niên ngay giải phân cách đường phố đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Diễn biến sự việc như thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Theo đoạn clip ghi lại hiện trường vụ việc xảy ra ngay giải phân cách giữa đường phố đông đúc, một người phụ nữ mặc váy 2 giây đang dùng tay tát liên tiếp vào đầu, cổ, vai nam thanh niên mặc áo vàng. Một chiếc xe đổ rạp bên lề giải phân cách, người phụ nữ vẫn lao vào túm tóc thanh niên rồi tung những cú tát đầu điếng. Đang nói, thanh niên này không hề cãi lại hay chống trả mà chỉ đứng yên chịu đòn. Sau một hồi hứng chịu đòn đánh của người phụ nữ, anh chạy lại dựng chiếc xe máy rồi ngồi lên. Trong khi đó, người phụ nữ cố gắng đánh thêm vài cái nữa vào người chàng trai rồi cũng ngồi lại phía sau xe. Xong xuôi, cả hai lại rồ máy tiếp tục di chuyển như chưa hề có vụ xô xát nào xảy ra. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người giật mình trước hành vi hung hãn của người phụ nữ. Cách cô đánh tới tấp vào chàng trai rất bạo lực. Dù vậy, dân tình lại càng thắc mắc hơn về mối quan hệ giữa hai nhân vật. Bởi người phụ nữ đánh trả bằng thế nào, chàng trai áo vàng vẫn đứng yên chịu đòn mà không hề phản kháng. Anh ấy nhìn tốt thật, đánh giả mang lại còn giữa đường phố nữa chứ. Đã ngồi lên xe còn đánh cho cố. Đề nghị công an vào cuộc điều tra về người phụ nữ bạo lực này, dù không biết họ có mối quan hệ gì, nhưng hành động của cô ta là không chấp nhận được. Không biết đầu đuôi thế nào nhưng thấy anh này đàn ông ghê, cỡ nào cũng không đánh phụ nữ. Dù chưa rõ nguyên nhân nhưng vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều bàn tán từ cộng đồng mạng. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật được những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.